Giới thứ ba, không nói dối, không nói ra nói vào, không nói lưỡi hai chiều, không chia rẽ người khác, không nói dối. Bảo đảm mấy con mỗi ngày có nói dối, thứ nào mà nói mình không nói dối giờ ta lên, tới nó nào không nói dối không con hả? À, sư phụ tin con đi, nhưng mà sư phụ cũng có nói dối á con, cả sư phụ cũng có nói dối á, nhưng mà mình nói dối có lợi cho người ta, nhưng mà cũng đừng nên bắt chước kiểu sư phụ làm kiểu gì nó đã ngoại lệ với người thường rồi, miễn sao cái mục đích sư phụ là lùa hết 96 dạng ít lưng căng về trời là được ở công đức sư phụ. Cái gạt của người ta mà chia chia trong buổi tiệc tùng á, hỏi nãy giờ mày uống nhiêu, em uống nhiều rồi, cũng là nói dối đúng không? À, đủ kiểu nói dối, sư phụ nói dối mỗi ngày á, không nói dối thì sao độ được mấy thằng nói dối? Không nói dối, không nói lưỡi ra vào, cái quan trọng nói dối có lợi người mà bất lợi cho mình, tốt cho người. Hồi xưa mình không dám nói, Phật cũng có nói dối nha, gạt ngạ nàng đi cưới vợ mà cuối cùng bỏ con vợ giống như đám cưới á, rồi cuối cùng đi theo cho Phật tu, cũng là một cái hình thức nói dối vậy. Có một điều trên mạng, những lời sư phụ là thật tình, là những lời của chư Phật chư Thiên cho sư phụ lên đây lộ cơ là thật, 100% là thật. Còn mình dùng chữ nói dối không phải, sư phụ chỉ là theo thời thôi, thích ứng theo hợp thời hợp cảnh, chứ không phải là kiểu mà nói dối như mà mấy con nghĩ là nói dối trắng trợn, không phải. Sư phụ chỉ là hợp thời hợp cảnh để cho độ người thôi, còn mà nói dối mà thiệt á, sư phụ chưa từng. Sư phụ nói thật không á, ví dụ như những cái chuyện làm núi làm đạo, có những cái mình cũng không có nên nói thật nữa. Ví dụ như từ đầu cái núi mình bị đóng cửa, sư phụ phải nói dối là tại đang sửa chữa, chứ còn nếu mà sư phụ nói tự vì tôi xây cái restroom nó không có đủ cho handicap thì lúc đó người ta sẽ náo động nữa. Có những cái mấy con khó hiểu lắm, nhưng mà những cái mà hợp thời hợp cảnh á, sư phụ biết cái gì để mà sư phụ nói. Còn về đời sống với con bình thường á, cũng có cần những cái hợp thời hợp cảnh, mình nói cho một người nghe, không phải mình vừa nghĩ ra cái gì mình nói liền. Mình biết người đó nói sai, mình muốn chỉnh họ, mà mình muốn nói liền cũng đừng nên nói, phải chờ đúng lúc đúng giờ mình nói cái đó em sai, cái đó anh sai thì nó mới có hiệu quả, chứ không phải mình nghĩ ra cái gì mình nói liền đâu. Nói ra nói vào thì biết rồi đó, lúc trước nay mấy con bà tám bà chín kiểu nào không biết, thì mang hồi thiên không có được nói qua nói lại, người nào làm lỗi mình nói một lần xong mình không có được đồ lỗi của người ta. Tại vì mai mốt á mình cũng vậy à, tất cả chúng ta trước khi bỏ xác phàm không ai hoàn hảo hết, chưa kể sư phụ lúc mà cha ban cái đạo xuống thế gian ngày 16 tháng 3 năm 2017, sư phụ chỉ có thời tài danh sắc thực thì năm thứ đó, sư phụ nói hoài vậy đó. Tài là tiền, danh là danh vọng đó, sắc là biết rồi đó, thật là ham ăn đồ ngon đồ này nữa, thì là ham ngủ. Nếu sư phụ phạm năm thứ đó, sư phụ tự quỷ xác. Mấy con đừng nên thờ kiểu đó nghe, mấy con cần có tiền. Còn tiền mà những công ty đưa hợp đồng vô thì cái cách làm ăn của cái này á, nó đưa lên trên mạng, mỗi ngày nó cần bao nhiêu cái máy làm chip thì nó đặt hàng vô làm. Cũng sư phụ cũng chưa từng có một salesman trong 40 năm làm cái nghề này. Ngày xưa sư phụ là kỹ sư, đi gõ cửa từ công ty xin đồ nó làm, thì sư phụ là sale, mày cho tao đồ làm đi, tao làm rẻ làm lẹ. Thì nó thấy sư phụ thật tình, rồi có uy tín, ngủ ngày có 2 tiếng con biết không, gần 20 năm trời không có một ngày chủ nhật nào mà sư phụ không làm. 2-3 bộ đồ vest
trong xe, đồ chiên cũng ở trong xe, đổi đồ liên tục, đi gặp giao với khách hàng thì đồ bếp, đi vô hãng làm thì phải đồ chiên, thay đổi vậy đó. Thì sư phụ là sale từ đầu, tới ngày hôm nay họ có người làm sale thứ hai, đó là vừa lập sự nghiệp. Mà thời xưa nhờ hứa hẹn đúng giờ, uy tín, sư phụ chưa từng mướn một người sale man nào. Người ta cứ nghĩ sư phụ mướn người Mỹ sale man làm, không cần.